cho thay Châu, à đâu, cho thay đây. Đấy anh em thấy không, tướng Viễn Tây có 10% cơ hội nhận được trang bị, lấy luôn anh em, lấy luôn nha. Đó. 10 seconds later. Team này là team chim tinh, rồi thì lại là Wan Wan. Đấy, đấy, ui dồi ôi, các ông có thấy cái gì chứ ạ? Pha lên pháo thủ nhá, ui dồi ôi, đồ nữa kìa anh em kìa. Chiến dịch bắn sơ cơ nhỉ, ui dồi ôi, lại còn đồ nữa kìa. Trời ơi, dụng trứng. À mà thằng mỡ làm gì có trứng đâu mà dụng anh em, nhưng mà trời ơi. Ui, phải lên. Trời ơi, một tên lấy 4 đồ luôn các ông. Đỏ thì đừng hỏi luôn, ôi sao có 3 con lại lấy được 4 đồ anh em. Ayo, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Và ngày hôm nay khi mà Mỡ lên video clip này, khả năng cao sẽ là ngày mùng 2 Tết anh em ạ. Và có lẽ rằng với anh em ở thời điểm hiện tại vẫn đang là thời điểm nghỉ ngơi, gọi là ăn chơi, nhận lì xì đúng không? Nhưng với cá nhân Mỡ thì đây sẽ là cái thời điểm mà Mỡ muốn mang đến cho anh em những cái video clip về tựa game Mobile Legends này, để mà bắt đầu một năm gọi là nhâm dần mới với nhiều cái nội dung thú vị hơn. Và ngày hôm nay Mỡ sẽ mang đến cho anh em một trong những cái nội dung về cờ quạt rất là thú vị, bởi vì Mỡ mới tìm ra được đấy là cái bộ cờ Viễn Tây nó có được cho mình một cái chỉ số cường hóa ăn cắp đồ rất là thú vị. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quay lại đối với cờ Viễn Tây, chúng ta sẽ quay lại đối với cờ pháo thủ, và chúng ta sẽ cùng một chút xíu đó là cái bộ giác đấu, để mà xem rằng cái bộ cờ này nó thú vị đến là như thế nào. Và không để mất nhiều thời gian của anh em nữa, let's get it, bắt đầu thôi. Anh à, bên này bắt đầu thôi. Rồi, và như anh em đang nhìn thấy ở đây là Mỡ bắt đầu bước vào một cái trận đấu rồi, một cái trận đấu cờ. Và Mỡ sẽ chọn cho mình một cái con cờ. Thật ra là Mỡ muốn chọn ôn đất anh em ạ, nhưng mà thì điếu nào mà kiểu mấy cái ông kia tranh hết của Mỡ rồi, nên là Mỡ đành phải lấy tạm một cái con bê lê dịch để mà tạo thành cái bộ dã thú. Vậy thì khởi đầu cái trận cờ hôm nay của chúng ta sẽ là cái gì? Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng cái con chỉ huy Raya, cầm cho mình đó là cái kỹ năng trồi hoa. Cái kỹ năng này thì có lẽ rằng lâu rồi anh em không nhớ, nhưng mà thật ra là Mỡ cũng xin chia sẻ lại, đó là kể từ cái giai đoạn chuẩn bị đi thì Raya sẽ chọn một cái vị tướng không có thiên phúc, rồi ban cho cái cô nàng đó, ban cho cái vị tướng đó thiên phúc hoặc ngẫu nhiên anh em nha. Tức là một vị tướng là thường sẽ có 2 thiên phúc đúng không anh em, nhưng mà từ anh em để Mỡ chỉnh kiếm một tí nha. Nhưng mà về cơ bản khi mà chúng ta dùng con Raya ấy, thì nó sẽ ban thiên phúc ngẫu nhiên, và cái việc ban thiên phúc này là hồi 2 lượt, à nhầm, hồi 10 lượt hồi 1 lần. Thì điều này có nghĩa rằng là cái con chỉ huy, quên mất, cái con Raya này nó sẽ gọi là giúp cho chúng ta thay đổi thiên cơ. Anh em hiểu không ạ? Tức là về cơ bản chúng ta đen đúng không? Chúng ta dùng Raya thì chúng ta sẽ bớt đen hơn, kiểu là như vậy anh em ạ. Và rồi, ok, chúng ta sẽ cùng đến với cái trận đấu cờ này đi. Thì như anh em có thể đang nhìn thấy, Mỡ đang có được cho mình, đây rồi anh em ơi, đây rồi là đôi giày. Mỡ tìm được ôn đất rồi. Đấy, mặc dù rất khó khăn và vất vả, Mỡ không có được đó là Ondert Layla kèm theo đó là Franku đầu game, nhưng Mỡ vẫn roll ra được Ondert. Đây là một cái cơ duyên. Game bảo Mỡ rằng là ông có phải là đang làm video clip review về bộ cờ mới không? Thì đây, Mỡ bảo về game rằng là chính xác rồi. Để Mỡ gọi là cho Mỡ cờ để Mỡ làm video clip review thôi. Và như vậy là Mỡ đã có. Rồi, thì được cái khởi đầu game của Mỡ là 3 con Belezic, à quên mất, 3 con dã thú, cho nên tương đối cứng, những cái bộ cờ của team bạn là không ăn được. Mà khả năng cao là Mỡ sẽ phải bán máu. Khả năng cao Mỡ sẽ phải bắn máu anh em ạ. Tại sao lại phải bắn máu? Bởi vì thứ nhất là chúng ta lấy ngọc. Cả cái thứ hai là chúng ta lấy con Claude ở trong cái hồ vận mệnh. Và khả năng thứ ba là chúng ta sẽ cần gọi là, về cơ bản không bắn máu không được, bởi vì là cái bộ cờ chúng ta cần tìm đấy là cái bộ cờ Viễn Tây mà anh em. Thì để Mỡ chia sẻ dở với anh em luôn, từ từ để Mỡ run cờ anh em nha. Beric không lấy này, nhưng mà Châu thì khả năng cao là sẽ lấy. Châu có lấy chúng ta. Mỡ bắt đầu bán, Mỡ bắt đầu gọi là bắn máu anh em nha. Đẩy cờ lên này. Ok. Thì Mỡ đang định chia sẻ với anh em cái gì ta? Đó là cái việc mà bộ cờ Viễn Tây. Thì bây giờ khi mà anh em đủ 4 cộng hưởng Viễn Tây thì anh em sẽ có 2 lựa chọn để thăng cấp sức mạnh của mình, anh em hiểu không? Và một trong số 2 cái lựa chọn ở đấy, đó chính là cái việc anh em sẽ không thể nào nhận được thêm vàng bonus nữa, nhưng anh em sẽ có 10% tỷ lệ ăn cắp được đồ của đối phương. Và không phải là ăn cắp 1 đồ đâu, ăn cắp 2 đồ có, ăn cắp 3 đồ có, ăn cắp cả thiết bị nhân bản được luôn, ăn cắp cả đồ điện, ăn đồ đạc, rồi ăn cắp cả pha lê các thứ các kiểu luôn anh em ạ. Sĩ cực, đấy là những cái điều mà Mỡ đã từng trải qua rồi, và Mỡ sẽ cố gắng mang đến cho anh em trong video clip này. Nhưng mà anh em nhìn này, bắt đầu là những cái động thái lấy đi cái bộ Viễn Tây này anh em này, đấy đến từ rất nhiều người chơi. Và Mỡ nghĩ rằng là mặc dù những cái video clip này của Mỡ làm ý, thì về cái chuyên môn về nội dung lấy cờ và xếp cờ nó không được cao, nhưng nó sẽ giới thiệu đến cho anh em những cái
meta mới, những cái nội dung mới ở trong cái chess, anh em hiểu không ạ? Rồi tầm này chúng ta vẫn tiếp tục bắn máu nha. Tầm này chúng ta đừng có roll hay là đừng có gọi là làm gì cả. Tầm này chúng ta vừa là cần tích lũy vàng, vừa là cần bán máu để cho máu của chúng ta thấp nhất có thể. Và qua đó chúng ta sẽ có được cái gì anh em? Sẽ có được đồ, sẽ có được nhiều thứ khác. Thì cái bộ cờ Viễn Tây thường sẽ đi với gì anh em? Sẽ đi với thiết giáp, sẽ đi với pháo thủ, đúng không ạ? Viễn Tây là có Layla với cả Claude mà. Thì chúng ta có thể tìm những cái món trang bị của bọn thiết giáp luôn. Đấy, ngọc thiết giáp, bây giờ có cả ngọc thiết giáp nha, có cả ngọc pháo anh em nha. Đấy, cho nên là chúng ta có thể chơi quanh những cái bộ như là Viễn Tây, thiết giáp, pháo thủ. Đấy, là những cái bộ là như vậy anh em có thể gọi là tính đến dắt đấu luôn. Bởi vì là có cả order mà anh em. Đó, thì đó là những cái điều mà anh em cần phải lưu ý. Để xem là xem cái thế này của team bạn Viễn Tây, Đông Vũ, giáp đấu, chiêm tinh nhiều phết nhỉ. Cái nick này của mỡ thì ở thời điểm hiện tại ranker cũng tương đối là thấp thôi, cho nên là mỡ nghĩ là với việc có được cho mình một cái ý đồ cụ thể và rõ ràng là như vậy thì team bạn sẽ là tương đối gọi là khó tranh cử mỡ đấy. Rồi để xem nào. Ô, kháng tướng của cấp sao cao anh em nha, cái dáng tinh đao anh em nha. Lấy. Ok, thật ra là mỡ đang quan tâm đến cộng hưởng và cái kiếm diệt cỏ, kiếm diệt quỷ, nhưng thôi không sao, cầm cái dáng tinh đao là ngon rồi. Dáng tinh đao thì cho ai cầm? Cho Beatrix. Beatrix là đi với cả bộ pháo thủ kèm theo bộ đó là bộ thiết giáp mà anh em. Đó, Beatrix. Thơm rồi. Cho vào này anh em này, anh em thấy không ạ? Này, từ anh em nhá, up slot này. Cho tiếp vào này. Rồi, ok ạ. Mợ sẽ up slot Raya cho Layla luôn nha. Viễn Tây. Nice. Ba Viễn Tây anh em ơi. Bây giờ làm gì nữa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ tìm nốt một cái con Viễn Tây nữa. Đấy chính là con Claude hoặc là con Franco để kích 4 Viễn Tây. Và khi kích 4 Viễn Tây là mỡ sẽ cho anh em xem là cái sức mạnh của cái nội tại mới, cái cường hóa của Viễn Tây nó sẽ là như thế nào anh em nha. Rồi team này là có uầy, đây cũng là Viễn Tây này anh em này. Cờ cũng về cơ bản là tương đối đẹp. Mỡ ở thời điểm hiện tại đang hack được vàng anh em nha. Bởi vì là mỡ mới 3 Viễn Tây thôi mà. 3 Viễn Tây thì anh em hack vàng như bình thường, chứ không có một cái vấn đề gì cả. Trời ơi, mà mỡ nghĩ rằng trận này là team mỡ sẽ thua, bởi vì là cờ của mỡ toàn một sao và mỡ thì đang hơi a đuối hơn so với team bạn một tí. Mà không sao, tầm này chúng ta mất máu vẫn được. Tầm này chúng ta mất thêm khoảng độ tầm 3-4 turn nữa chúng ta mất thêm máu ấy, để mà chúng ta lấy hộ vận mệnh đến từ cái turn sau cũng là ok la mà anh em. Rồi 21 vàng thì giữ nguyên nha, đừng bao giờ roll thấp hơn nha, để mà chúng ta tích lũy cái lợi tức vàng. Mỡ lấy tarot về để xem có kích được bộ sắc đấu không anh em ạ. Mà mỡ sẽ roll nha, lấy về này, roll tiếp này, lay ra lấy về, let's play lấy về, chắc là Tyrus mỡ bán đi anh ạ, để mỡ roll thêm một lần nữa. Đấy, đây rồi anh em ơi. Ui, 5 con, toàn 5 con mỡ cần luôn. Roger lên 2, Undead, Beatrix kèm theo đó là Franco. Từ từ mỡ sẽ lấy Franco được này, cho thay Châu, cho thay đây. Đấy anh em thấy không, tướng Viễn Tây có 10% cơ hội nhận được trang bị, lấy luôn anh em, lấy luôn nha. Đó, anh em thấy không ạ, thì anh em hoàn toàn có thể pause cái video clip này để mà anh em xem. Nhưng mỡ nghĩ rằng khi mà anh em chơi bộ Viễn Tây thì cái chỉ số bên trái sẽ là cái chỉ số mà anh em cần quan tâm nhất, bởi vì nó sẽ có 10% cơ hội lấy vàng. Bây giờ ấy là những cái con cờ của chúng ta này, cờ Viễn Tây ấy, khi mà hạ gục cái địch ấy thì nó sẽ không cho ấy đâu anh em, nó sẽ không cho vàng đâu. Anh em nhìn thấy ạ, có 10% cơ hội nhận được trang bị khi hạ gục tướng của đối phương, và sẽ thay vào cái việc đó chúng ta sẽ không nhận được cho mình một tí vàng nào cả. Đó là cái điều anh em cần phải lưu ý. Rồi bây giờ lấy Beatrix ổn nước với cả Roger này về này. Bây giờ bắt đầu khỏe anh em nha. Ổn đất lấy về tiếp này, ngon quá nhở. Rồi xong rồi cho Roger vào này. Để mỡ xem nào. Hayabusa chưa cần, bây giờ chưa cần. Tí nữa mỡ sẽ up slot để mỡ đưa Beatrix vào để kích cho mình, đó là cái chả kích cái gì cả, đưa vào thôi, để mà đưa cái dáng tinh đao cho Beatrix cầm. Anh em hiểu không ạ? Như vậy là ok la rồi. Đấy, chơi cờ về cơ bản hòm hòm là như thế. Bắt đầu chúng ta được định hình rồi. Anh em lưu ý rằng khi mà chúng ta kích được cái cường hóa Viễn Tây này này thì chúng ta sẽ không được nhận vàng nữa anh em nha, mà chúng ta sẽ có được 10% cơ hội cướp lấy trang bị đến từ hệ thống. Đấy, không phải cướp trang bị của cái địch đâu anh em nha, cướp từ hệ thống đấy anh em ạ. Em thấy không? Về cơ bản là chúng ta cứ hiểu là chúng ta sẽ nhận được trang bị, 10% cơ hội nhận được trang bị thay vì nhận được vàng. Đấy, và cái cách nhận trang bị nó cũng rơi ra những cái dương giống như kiểu anh em đang nhìn thấy á, nhưng mà nó sẽ rơi dương ở gần phía góc trái màn hình. Anh em có thể lát nữa anh em sẽ có thể thấy. Rồi cầm gươm tuyệt vọng vào, và mỡ sẽ chuẩn bị up slot nha, để đưa thêm Beatrix vào, sau đó đưa cái dáng tinh đao cho Beatrix cầm luôn. Up slot này anh em này, ok la, ngon ngay. Rồi sẽ là đưa Beatrix vào này, cho Beatrix lên đây này, cho Franco lên đây này, đưa Beatrix cầm cái dáng tinh đao này. Đấy, ok anh em chưa. Và ui dồi ôi, lại Beatrix nữa kìa. Ui, đỏ chó thế nhở.
đỏ quá anh em ơi. Mỡ không nghĩ là mỡ lại đỏ được là như thế đâu anh em ạ. Có được cho mình đấy là cả cái con bi chích rồi. Ôi xổ ôi, tạm vứt trâu ra ngoài để kích 6 okay, để kích 4 đông vũ anh em ạ. Để kích 4 đông vũ. Thôi ok la. Rồi chơi được anh em. Để xem nào. Tầm này chắc là mỡ vẫn mất máu thôi, bởi vì là đam chính của mỡ Layla vẫn còn level thấp. Rồi thì bi chích vẫn hơi thọt, nhưng anh em nhìn con bi chích về cái dáng tinh đao anh em kìa. Nó bắn này nó chuẩn bị sấy này. Sấy. Ôi. Về cơ bản là cá nhân mỡ đánh giá là cái bộ bộ pháo thủ có bi chích với cả bộ thiết giáp cùng với bộ ấy vẫn khỏe đúng không? Ừ, viễn tây vẫn ổn. Nhưng chẳng qua là chúng ta có thể thấy là bộ viễn tây này bây giờ khi mà mỡ kích 4 rồi thì nó sẽ không cho vàng nữa, mà nó sẽ cho trang bị. Nãy giờ là chưa có được trang bị nào cả bởi vì mỡ hơi xui. Mỡ nghĩ là mỡ hơi xui, chắc là tân sau hạ gục đi được tướng địch là mỡ sẽ có anh em ạ. Bây giờ đấy anh em thấy không? Nó chỉ có 10% thôi. Nó hên xui lắm anh em ạ. 4 vị tướng thì tỷ lệ ở đây chắc là 40%. Mỡ nghĩ là như thế. Đây rồi, Layla lên này, ngon này. Rôn này. Có đầy ngon này. Ok. Khả năng cao tí mỡ lấy con Johnson anh em nha. Để kích thiết giáp anh em ạ. Được rồi, tầm này vẫn hòm hòm ổn rồi. Tí lấy Johnson anh em nha. Bây giờ tầm này chúng ta không lấy. 47 máu so với 100 máu, khoảng cách cũng không quá xa, nhưng ở thời điểm hiện tại mỡ sẽ có được lấy cho mình những cái lượng đồ đến từ cơ hội vận mệnh. Rồi ok, ra đồ nào. Yo. Let's go. Đồ của mỡ đâu ạ? Đây rồi. Chưa có đồ nào anh em ơi, thằng này phải chơi biết làm nào. Bi chích đang được chơi này. Bắn này. Ơ kìa, chưa có đồ nào hả? Ơ kìa, sao đen thế nhỉ? Mỡ thấy hệ thống bảo 10% nhiều ấy chứ. Nãy giờ chưa ra được cái đồ gì anh em ạ. Đây này, từng viện tây có 10% cậu nhận trang bị. Tức là chỉ có viện tây hạ gục đi được đối phương mới có 10% thôi. 4 con là 40% thôi. À đâu, có 3 con thôi. 3 con nó chỉ là 30% thôi anh em ạ. Thôi không sao, 30% thì để cố, để mỡ dần cố anh em nhá. Rồi lấy này, Roger chắc chả lấy nữa đâu anh em ạ. Roger tầm này cần Roger 2 thôi. Chắc là tương sau mỡ sẽ up slot để mà đưa thiết giáp vào. Mỡ sẽ up slot để mà đưa thiết giáp vào anh em ạ. Đành thế thôi chứ biết làm thế nào bây giờ. Bây giờ là mỡ sắp đủ pháo thủ. Pháo thủ cộng hưởng nó cũng hay anh em nhá. Pháo thủ cộng hưởng nó cũng hay nha. Mỡ sẽ bán Roger đi bởi vì mỡ không có ý định lấy Roger nữa anh em ạ. Bán cả Odin đi luôn. Bởi vì là thôi tầm này tụi nó lên 2 được rồi, không cần tham quá anh em ạ. Team này là team chiêm tinh, rồi thì lại là ngoan ngoan. Đấy, ui dồi ôi, các ông có thấy cái gì chứ ạ? Phát lên pháo thủ nha, ui dồi ôi, đồ nữa kìa anh em kìa. Chiến sĩ quân sơ cơ nhỉ, ui dồi ôi, lại còn đồ nữa kìa. Trời ơi, dụng trứng, à mà thằng mỡ làm gì có trứng đâu mà dụng anh em nhưng mà. Trời ơi, ui, phải lên. Trời ơi, một tên lấy 4 đồ luôn các ông. Đỏ thì đừng hỏi luôn. Ôi sao có 3 con lại lấy được 4 đồ anh em? Ớ? Sao lại có 3 con có 3 con viện tây mà lấy được 4 đồ là như nào? Thơm thế nhở? Mợ lấy cái gì đây? Chắc mợ lấy ga tốt anh em nhỉ? Chắc mợ lấy ga tốt đi. Lấy ga tốt lên thiếp giáp với cả lên giáp đấu. Ôi dồi ôi, một tên nó đớp cho 4 đồ kìa anh em kìa. Mà anh em cẩn thận là chơi như thế này mà anh em không có được cái tư duy nhanh là anh em sẽ hơi bị loạn trong cái việc xếp đồ nha. Từ này anh em này, từ này mợ sẽ đưa con này vào, con Johnson vào để nó cuối này. Mợ sẽ đưa con này cái thiết bị nhân bản để nâng con này lên 2 luôn. Cho cầm cái kiếm giết cỏ này. Đấy, cho đồ anh em hiểu không ạ? Còn ông này thì cầm không, để cái chiến sĩ berserker cho con Layla. Cho Layla bắn thì nó còn ra đồ, đúng không anh em? Rồi. Bây giờ thì tí nữa up slot là mợ sẽ đưa thêm Gatot vào nhỉ? Để mợ xem nào. Hay đưa Gatot vào luôn đi để kích cái giác đấu, bởi vì để thêm một cái con pháo thủ nó cũng chả giải quyết được gì cả anh em ạ. Rồi, hòm hòm là như thế. Đấy, anh em thấy cái bộ viễn tây bây giờ nó bá đạo nha anh em. Team này là team gì đấy? Team này là team đấu sĩ với cả ấy à? Nhưng mà làm sao ăn được team này của mỡ? Team này của mỡ bi chích nó phun đồ rồi, nó mà sấy cho thì tụt lon anh em ạ. Ui dồi ôi, tuổi gì ăn bi chích của mỡ. Ui đồ kìa anh em kìa. Quý thiết bị nhân bản nhỉ? Pha lê xạ thủ à? Bộ này xạ thủ cần gì đâu? Chắc lấy thiết bị anh em nhỉ? Lấy thiết bị đi để mà nâng slot. Ui dồi, lại đồ tiếp kìa anh em kìa. Cái lùm mé ngon thế nhở. Lấy gậy như ý thì tí nữa đưa cho Claude cầm. Để đưa cho Claude cầm anh em hiểu không? Ok rồi đấy. Xem nào, 33 vàng. Chắc là mỡ sẽ để mỡ up slot anh em nhá. Hay là mỡ roll nhỉ? Từ anh em ơi, để cho mỡ xếp đồ, mỡ loạn quá anh em. Nhiều đồ quá. Từ để xem nào. Con này thì cầm cái
pha lê cầm cái gậy như ý đi. Này cầm cái ớt, cái gậy như ý trong này nó có không cho con lây lan chí mạng nhỉ? Thực kệ đi anh em, tí tính sau. Nhiều đố quá bị loạn anh em ạ. Cung thì mỡ đưa cho con Leslie cầm nhỉ. Đấy, bây giờ đủ hết rồi, nhiều đồ quá anh em. Ôi, cái bộ viễn tây này cướp đồ đúng là trời cho trò chơi, để xem con lây lan nó có chí được mạng khi mà cầm cái gậy như ý không anh em nhỉ. Thử tay cái. Ok xem nào. Lây lan bắn đi Lây lan ơi. Bắn này. Ồ vẫn chí mạng, vẫn chí mạng. Lây lan vẫn chí mạng anh em ạ. Bắn được. Hay quá nhỉ. Hợp lý. Ừ, rồi ở đây là bì trích vẫn đang được chơi anh em ơi. Bì trích vẫn đang được chơi kìa. Hợp lý quá nhỉ. Hợp lý. Rồi, không cướp được đồ nào hơi đen đến từ vị trí của mỡ, nhưng mỡ thấy là cái chế độ chơi cờ này bắt đầu gọi là theo cái hướng gọi là hợp với mỡ rồi đấy. Fangku lấy về nha. Ron này. Châu thì lấy làm gì ta? Châu bộ cờ này cần không nhỉ? Thôi bán châu anh em. Châu thì cần gì đâu. Ron thêm cái nữa nhá. Ranger lấy về này. Tí cho Ranger vào là 6 đúng không? 7 này anh em này. Đấy. Tướng pháo thủ nhận được một lớp giáp bảo bằng 25% máu tối đa, và tướng pháo thủ nhận thêm 20% tỷ lệ chí mạng khi không có đồng minh nào liền kề. Thế thì vẫn lấy cái đỏ. Bởi vì lấy cái xanh thì cái xanh thì thật ra là phải biết xếp cờ cơ, phải để cho cờ nó đứng một mình anh em ạ. Thôi lát mở lấy cái đỏ anh em nha, để cho bọn pháo thủ của mợ có thể sinh tồn được lâu hơn. Rồi xe tông này, ok. Sao nãy giờ không ra slot nhỉ? Mỡ cũng 7 slot rồi chứ ít gì đâu anh em. Rồi để xem nào, đồ này kiếm diệt cỏ đúng không anh em? Ui, pha lê pháo thủ anh em ơi, kiếm diệt cỏ, kiếm diệt cỏ. Ui, nhiều đồ quá anh em, game điếu toàn đồ là như nào? Từ anh em nha, để kiếm diệt cỏ cho con Leslie nha, cầm tạm cho nó cầm tạm. Từ up slot này lấy bi trích về nữa này. Slot nãy giờ chả thấy đâu nhỉ? Cho tạm con này vào nhỉ? Sao chưa lên 6 pháo thủ à? Đang bị thiếu cái gì à? Đây cho này cầm tặng pháo thủ nha. Đây rồi, lấy cường kích anh em nha, chứ đừng lấy cô lập. Cường kích này rồi, hợp con nhà bà Lý anh em ạ. Thơm rồi. Rôn này. Ủa, đây clot đây rồi. Tôi tìm clot mãi, đấy rồi, clot vào thay chọn đấy, hợp lý quá nhở. Từ bán này rồi, ok. Lấy hai con này về ăn này. Ôi, hợp lý của anh em ơi. Mẹ, tôi thấy bắt đầu cái thế trận này nó ok là đấy anh em ạ. Clot thì về cơ bản là tí đưa đồ là xong anh em. Úi dồi, lấy được đồ anh em kìa. Úi dồi ôi, xạ thủ chiêm tinh thánh thể à. Úi dồi ôi, bùa mê hoặc ngũ vệ thần chiến dịu. Lấy bùa. Trời ơi, đồ nó bạt ngàn anh em ạ. Đồ như thế này thì chết con nhà người ta. Từ từ nha. Lấy kiếm diệt quỷ của Leslie này. Lấy gậy như ý của Layla này. Lấy bùa mê hoặc luôn này. Rồi ok. Được clot bắn tí nó nhảy và nó xấy thẳng luôn. Ủa tí có khi nào ra thêm quả pha lê giác đầu nữa thì mãn con nhà bà nhãn anh em ạ. Ok. Xem nào. Tôi sẽ mỡ sẽ từ mỡ có Raya. Mỡ đang tính, anh em chờ mỡ tí nha. Đưa cái xạ thủ cho con Gatot cầm cho nó đỡ thừa. Mỡ đang hơi rối anh em, nhiều đồ với cả nhiều ấy quá, mỡ đang hơi rối. Từ từ anh em nha. Nên nâng lên 9 không ta? Roll này, clot nữa này. Roll tiếp này. Roll này, ui clot này tuyệt vời luôn anh em. Ủa sổ ôi. Lại xử anh em, xếp lại cờ anh em nhá. Đấy rồi. Ở trên mỡ quên mất, má nãy giờ không để đến con Raya rồi anh em. Mà anh em nhìn con clot này, Ui rồi ôi. Hợp con nhà bà Lý đến từ vị trí của bộ cờ này. Bây giờ anh em thấy bộ viễn tây này nó ok làm, nó ổn hơn trước rất là nhiều anh em. Cá nhân mỡ nghĩ rằng đây là một cái điều chỉnh mang tính chất mang đến cho cái tựa game của chúng ta một cái hơi hướng mới anh em ạ, rất là ổn. Và bây giờ là mỡ đã kích được 6 pháo thủ rồi, thừa viễn tây kìa. Kèm theo đấy là còn đang thiếu một chút xíu liên quan đến thiết giáp thì cần 2 slot nữa, chắc là tí nữa lấy god cũng ok la. Nhưng mà thôi từ từ để mỡ xem anh em nha. 20 vàng này. Rồi mỡ sẽ up cho con tanh để mà nó kích. Ui, nó không kích thiết giáp anh em, nó kích đỡ đòn. Nói thôi, kích đỡ đòn cũng ok anh em ạ. Từ từ nha, 34 vàng. Nên tiết kiệm tiền để up slot hay là như thế nào ta? Mỡ bán order đi nha. Order tầm này mỡ không cần để mỡ lên đâu anh em ạ. Bán lây lao ta. Thôi up slot luôn nhỉ. Up slot luôn, quang con lây lai ra. Rồi, kể từ tuần sau là chỉ có up slot thôi. Bây giờ mình đã full rồi này.
thì lát nữa mợ sẽ vứt con Layla và vứt con Franku ra để mà mợ tìm thiết giáp. Như thế là đủ, anh như thế là đủ anh em nha. Tầm này Claude với cả con Beatrix full đồ gánh team được rồi. Ui nhiều đồ quá anh em. Ui dồi ôi, 3 này, 5 này, 8 này, 9, 10, 11 đồ. Ui dồi ôi, cả ngọc ngủ các thứ các kiểu anh em ạ. Vãi hết cả linh hồn. Ui dồi ôi, cướp được đồ anh em kìa. Ui, cướp được pha lê giác đấu. Ui, lấy được quy chức quân ông. Ui dồi ôi, đồ nó bạc ngàn anh em ạ. Mỡ sẽ lấy cái quy chức quân ông nha. Đấy, rồi giác đấu thì sẽ để cho Claude. Trời ơi, hợp con nhà bà Lý của anh em. Nãy giờ không biết mỡ có để được là mình lấy được bao nhiêu đồ. Uầy, bây giờ mà lấy được cái tăng sức chứa thì ngon này. Đấy, hợp lý rồi ôi. Uầy, nói thật với anh em là những cái trận đấu cảm giác như ở thời điểm hiện tại là tất cả nó đều gọi là nó theo một cái đường kiểu chắc chắn để thắng anh em. Game này không thắng lấy phí. Ui dồi ôi, từ từ anh em nha. Mỡ sẽ cho ai vào ta? Mỡ sẽ cho Ba Đang vào. Ba Đang vào để kích thiết giáp, à kích giáp đấu. Xong rồi mỡ sẽ thì ở cái nút này nó bị trùng anh em, không có đổi đồ nhỉ. Từ từ anh em nha, mỡ sẽ đưa cái gậy như ý. Đưa cái gậy như ý cho con Leslie. Đây rồi. Xong đưa cái giáp đấu cho con Claude. Ok. Rồi, để xem nào. Bây giờ khả năng cao là mình sẽ đang cần phải tìm cờ luôn anh em. Roll thử xem ra gì không nào. Claude này. Toàn mấy con táo lao tứ lừa tay đe thôi anh em ạ, chưa cần lắm. Bây giờ đang cần thay hai slot đến từ Layla và Franku để kích thiết giáp anh em ạ. Ui dồi ôi, đây là cái gì bá đây anh em. Ui dồi ôi, này thì Esme bá. Ui dồi ôi, này thì siêu nhân với chúng tôi. Siêu nhân với chúng tôi này. Cụ đi chân lạnh toát ngay. Và đó chính là cái sức mạnh đến từ 6 pháo thủ, 4 viễn tây và đang trên hành trình build thiết giáp và giáp đầu anh em ạ. Ôi, Johnson này. Lấy Johnson, lấy Ba Đang. Roll cái. Lấy Beatrix à? Lấy Beatrix roll thêm cái nữa. Thôi, nốt tơ này anh em. Sao còn hai slot cuối nó không ra nhỉ? Level 9 thôi mà không ra con God nào ta? Hay là mỡ cho thêm con Johnson này vào đấy nhỉ? Chắc là không cần anh em ạ. Thôi chắc là không cần. Để cho con Layla nó đứng xa nó bắn nghe chừng là nó hợp lý hơn. Chứ hai con Johnson lái thì hên xui lắm anh em ạ. Rồi ok. Tầm này là mỡ còn mỗi thanh niên Lord Penzo kia thôi. Ui, Franku 3 luôn anh em ạ. Hỏi sao mỡ níu ra Franku. Nhưng mà ui dồi ôi, Claude sấy anh em kìa. Ui dồi ôi, Claude sấy. Ui dồi, Ba Đang đấm. Ui dồi ôi, tìm bạn thì há mồm. Ui, mỡ không biết lấy được thế sao anh em. Tìm bạn hình như nó sập đến nơi rồi anh em ạ. Nó còn chơi cái gì nữa. Ba Đang lấy về này. Ba Đang lên này. Lấy cờ như thế nào ta? Chắc bán Beatrix đi anh em nha. Beatrix bây giờ mà lên 3 chắc cũng chả được đâu. Roll tí này. Ui God này anh em này. Hợp lý. Cho God vào anh em. Ơ cái gì đấy? Sao lại mất một pháo thủ là như nào? À, cái thằng béo Franku này nó cầm cái pha lê pháo thủ anh em ạ. Từ từ. Mỡ sẽ đưa cho con này. Con nào cầm cũng được anh em ạ. Đưa tạm đi. Ok. Rồi, bán Franku đi anh em. Chắc bán Franku đi nhỉ? Bán Franku đi tầm này ok đúng không anh em? Rồi ok. Bán Franku đi. Úi giời, anh em nhìn đồ của mỡ kìa. Đôi 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 đồ anh em ạ. 15 đồ, 16 đồ. Ui xồi ôi, đồ đạc nó cứ phải gọi là bạt ngàn luôn anh em ạ. Rồi ok, 16 đồ rồi thì để xem nào. 16 đồ, từ từ nha, mọi người sẽ up cho con này lên này. Đấy, cho con này lên nhìn đỡ ngứa mắt. Claude à, cứ lấy Claude về vậy. Roll nha. Ai Hayabusa, được. Lấy Gato luôn. Roll. Hết rồi, cho vào. Xồi ôi, mỗi lần tưởng đối phương dùng đòn đánh thường lên tấn công từ công nghệ bản thân sẽ mất 10 mana. Hợp lý quá, bốn rút là chuẩn rồi. Quá ngon. Và như vậy là pháo thủ viễn tây thiết giáp giác đấu đủ bộ để chơi với team bạn. Thật với anh em, team bạn tắt thở về cái bộ này. Ủa ôi, choáng anh em kìa. Ui dồi ôi. Peace. Bye bye luôn anh em ạ. Kêu anh em. Trên đây là toàn bộ video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về bộ viễn tây vừa được búp lên anh em. Anh em thấy cái bộ này nó có đã không anh em? Và anh em thấy cái sức mạnh của bộ này như thế nào? Thì đừng quên để lại comment bây giờ video clip này. Và nếu như mà anh em thích thì có thể gọi là vào game để mà trải nghiệm xem cái bộ cờ này nó có thật sự giống như mỡ chia sẻ không anh em nha. Và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video clip tiếp theo của mỡ. Peace.